Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì gió biển đang có mặt tại cây cầu vượt sông Hồng kết nối giữa tỉnh Nam Định và Thái Bình, cụ thể là xã Giao Thiện của huyện Giao Thủy và xã Nam Phú của huyện Tiền Hải. Bây giờ thì là tháng 5 năm 2024 và những cái nhịp cầu ở bên phía tỉnh Nam Định đã được kết nối. Mọi người có thể thấy được là một trong những cái quá trình trong cái thời gian trở lại đây thì được xây dựng gấp rút hơn và với cái tiến độ nhanh chóng hơn. Gió biển thấy rằng cái đợt này thì xây dựng nhanh chóng hơn, không chỉ những cái cầu mà những cái con đường đã được xây dựng nhanh chóng hơn. Đó, từ phía xa xa thì mọi người có thể quan sát được chỉ còn hai cái nhịp cầu ở hai cái trụ cầu bên phía huyện Giao Thủy thì đang chờ ghép nối và hợp long, và mỗi cái phần đó chỉ cách nhau khoảng độ 3 đến 5 mét thôi mọi người. Đó, chỉ một chút nữa thôi thì chúng ta có thể kết nối giữa hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. Không còn cái việc mà ngăn sông cách trở nữa. Đó, ở đằng này thì mọi người có thể thấy được là có cắm một cái biển là phía trước là công trường. Đây là cái con đê đi về thẳng phía Ngô Đồng đây mọi người. Đó, gió biển sẽ đi lùi lại đằng kia để chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh về cây cầu này. Hiện tại thì những máy móc và cây cầu tháp bây giờ đã gần 6 giờ tối rồi và các anh em công nhân vẫn đang tiếp tục cố gắng làm những cái công việc để cho hoàn thiện tốt hơn những cái phần việc và cũng giúp cho cái tiến độ của công trình nó được nhanh hơn. Đó, bây giờ thì mọi người có thể thấy là cẩu những phần sắt thép từ phía dưới lên trên. Đó, mọi người thấy không? Bằng một chiếc cầu tháp. Như vậy là cũng rất là tiện lợi. Còn những cái phần mà phía bên ngoài kia, ngoài sông thì sẽ đi bằng cái phà này. Và máy cẩu thì sẽ ở trên chiếc phà đó. Và tất nhiên là cái việc phải đưa sắt thép ra thì sẽ lâu hơn những cái phần việc ở trên bờ. Dưới này thì có một bác thì đang đánh bắt cá. Và phải chăng thì ở cái con sông Hồng này, nó là nơi cửa biển Ba Lạt nên là rất là nhiều cá lớn và cá nước ngọt rất là ngon nha mọi người. Sau này thì cây cầu này sẽ được kết nối và vận tải những cái hàng hóa rất là lớn thì cũng rất là dễ dàng thôi mọi người. Đây không chỉ là kết nối giữa hai huyện và nó tạo là cái sợi dây rất là liên mạch từ các tỉnh, từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh, sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều, giúp phát triển kinh tế vùng biển của Nam Định nói riêng cũng như các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh. Và bây giờ thì gió biển sẽ đi lùi lại đây, tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn. Ở dưới khu dưới này nó là lán trại của công nhân. Đây mọi người có thể thấy này. Đó, những cái trụ cầu ở trên này thì có 1, 2, 3, 4, 5 cái trụ cầu ở trên cạn. 5 trụ cầu trên cạn mọi người ơi. Và chỗ này thì có 1, 2, 3, 4, 5. Cây cầu này thì nó không có nhiều cái dầm cầu nha mọi người. Chỗ này nó chỉ có 5 cái dầm cầu thôi. Đó. Và trụ cầu thì gió biển thấy rằng là nó cũng rất là lớn đấy mọi người, chắc chắn vô cùng. Đó, đây là khu vực cái con sông rất là lớn và gió biển sẽ đi xuống đây để quay cho quý vị và các bạn nhìn xem cận cảnh ở phía cái bờ sông này nó sẽ như thế nào. Mọi người có thể thấy được là chỗ phần này, đó, một số cái phần việc ở bên Nam Định thì đã xây dựng được những cái bờ bè lan can của cầu rất là chắc chắn rồi mọi người.
Khi mà nhìn từ phía bên này thì mọi người có thể thấy được một số cái máy cẩu để đưa những cái vật liệu xây dựng lên, và có những cái phần cầu ở chỗ dưới này để các bác công nhân đi ra thì nó dễ dàng hơn. Đó, hôm nay cũng là một cái tín hiệu rất là vui, và ngày hôm nay thì gió biển cũng xin cập nhật và chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh như vậy, là sau vài năm cái cầu vượt sông Hồng Thái Bình Nam Định kết nối giữa tuyến đường bộ ven biển hiện nay đã gần được hợp long rồi mọi người ơi. Với cái tiến độ và hôm nay thì gió biển thấy rằng là rất là nhiều công nhân và kỹ sư đang làm việc trên công trường này. Chỉ còn một chút nữa thôi thì cây cầu này sẽ hoàn thành và hợp long. Rất mong là trong năm 2024 này cây cầu này sẽ được hợp long. Bây giờ thì gần tối rồi, các bác vẫn tranh thủ làm những cái phần việc ở trên phía những cái nhịp cầu đã được hợp long rồi. Và hôm nay thì gió biển xin cập nhật những cái hình ảnh về cây cầu vượt sông Hồng vào tháng 5 năm 2024. Video clip này thì gió biển xin dừng tại đây. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ gió biển để gió biển chia sẻ những tiến độ của các công trình trong tỉnh Nam Định, và những cái video mới nhất sẽ được cập nhật trong các video tiếp theo.